Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính cộng trừ nhân chia trong Excel Ví dụ như ở đây Tôi có một bảng dữ liệu Và trong bảng dữ liệu của tôi á Có hai số A và số B Bây giờ tôi muốn là thực hiện các phép toán như là A cộng B A trừ B A nhân B Và A chi B Đó bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách tính cộng trừ nhân chia trong Excel Thì chúng ta sẽ làm như thế nào rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện phép toán đầu tiên. Ví dụ như đây, số A là 10, số B là 2. Nếu như chúng ta tính nhẩm á, thì tổng ở đây là 12. Đó, nếu như các bạn chúng ta thiết lập công thức như thế này, bằng này, lấy 10, cộng cho 2, Inter, thì nó sẽ ra kết quả là 12. Tuy nhiên, nếu bạn làm như thế này á, khi tôi thay đổi số ở số A này, chẳng hạn ở đây tôi sẽ thay kết quả a là 11 chẳng hạn. Bấm Enter. thì các bạn thấy này, ở phần kết quả này nó không thay đổi. Lúc này số a đã thay đổi, mà kết quả tổng không thay đổi. Đó 11 cộng 2 phải là 13 chứ không phải 12. Đó thay vì các bạn chúng ta dùng số trực tiếp để chúng ta cộng, thì các bạn chúng ta phải thông qua ô địa chỉ để chúng ta thực hiện phép toán. Thì khi các bạn chúng ta đổi số, thì phép toán nó mới tự động cập nhật nha. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách làm như sau này, bằng này. Thay vì các bạn chúng ta dùng số trực tiếp thì chúng ta sẽ bấm vào ô địa chỉ nha. Muốn tính địa chỉ của ô nào thì các bạn bấm vào ô đó. Sau đó các bạn chúng ta sẽ cộng cho số B này, đó, thông qua ô địa chỉ này. Bấm Enter. Đó, thì kết quả lúc này là 13. Rồi, khi tôi thay đổi số này. Rồi ví dụ như đây tôi sẽ thay số B là bằng số 5. Bấm Enter. Thì lúc này á kết quả nó sẽ thay đổi là 16 nha. Đó, nó luôn cập nhật làm sao cho nó luôn đúng nhất nha. Đó, 12 chẳng hạn này. Đó. Thì trong Excel á nó không sai nha. Sai là ở các bạn chúng ta thiết là công thức mà thôi. Chứ trong Excel là nó không tính toán sai nha. Sai là chúng ta thiết là công thức sai, nó mới sai nha. Rồi, ở các ô còn lại á các bạn chúng ta cũng làm tương tự. Tuy nhiên, trong Excel á nó có một cái hay là chúng ta chỉ cần là tính toán được ô đầu tiên mà thôi. Còn các ô còn lại á các bạn chúng ta sẽ sao chép công thức nha đó ở đây tôi chỉ cần là thực hiện phép toán ở dòng đầu tiên mà thôi còn các dòng còn lại tôi sẽ sao chép công thức thì cách sao chép công thức như sau này các bạn chọn vào ô mà các bạn chúng ta muốn sao chép công thức tiếp theo các bạn rê chuột vào góc dưới ở bên phải này khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen các bạn chúng ta giữ chuột trái này và các bạn kéo xuống này đó, kéo xuống hết tất cả các ô nha thả chuột trái ra thì lúc này đó, nó sẽ sao chép công thức 11 cộng 3 14 12 cộng 4 16 đó và cách thứ hai để sao chép công thức này cách thứ hai á các bạn chọn vào ô mà các bạn chúng ta muốn sao chép công thức xuống các ô còn lại tiếp theo các bạn rê chuột vào góc dưới ở bên phải này khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột tức là nhấn hai lần chuột trái đó nó sẽ tự động là sao chép công thức đó như vậy là tôi vừa tính tổng xong bây giờ tôi sẽ tính hiệu nha bằng này lấy số a này trừ cho số B bấm Enter. Rồi sau đó tôi sẽ tiến hành là sao chép công thức này, chọn vào ô này, rê chuột vào góc dưới bên phải, kéo xuống. Đó. Thì nó sẽ ra nha. Rồi, A nhân B. Thì các bạn thiết lập công thức như sau bằng. Lưu ý nha, trong Excel muốn thiết lập công thức thì các bạn phải bắt đầu bằng dấu bằng. Sau đó các bạn lấy số A này. Nhân thì các bạn bấm Shift 8. Sao là nhân nha các bạn nha. Đó, Shift 8 thì nó ra sao? Các bạn chọn vào số B, bấm enter. Rồi bây giờ tôi sẽ xem cho công thức sinh khúc ô còn lại này. Đó. Rồi chia bằng này, lấy số A này chia là các bạn nhập dấu sẹt nha, dấu sẹt ở bên từ trái này. Sẹt. Đó, gật. Là nút chấm hỏi á, các bạn bấm sẹt vào nút chấm hỏi nha thì nó sẽ ra sẹt thế này chia B này bấm Enter sao chép xuống các ô còn lại đó, thì nó ra đơn giản như vậy thôi đó, chỉ cần tính vào chỉ cần tính được ô đầu tiên các ô còn lại các bạn chúng ta sẽ sao chép công thức nha chứ chúng ta không cần phải làm từng ô như vậy rất là mất thời gian đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm để tính toán cộng trừ nhân chia trong Excel nếu thấy video hay hữu ích thì bạn có đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn theo dõi